Thẻ tín dụng, nếu biết sử dụng đúng cách, sẽ là một công cụ cực kỳ có ích với tài chính cá nhân của bạn, đặc biệt là trong bối cảnh lạm phát đang gia tăng thời gian gần đây. Thẻ tín dụng giúp bạn tối ưu dòng tiền nhờ việc cho phép bạn mua trước trả sau, thường đi kèm với những ưu đãi hấp dẫn, và còn có thể giúp bạn cải thiện điểm tín dụng của bản thân để có thể tiếp cận những khoản vay giá trị lớn với lãi suất hấp dẫn hơn. Chào các bạn, chào mừng đã quay trở lại với Số Dư Asia, kênh thông tin tài chính cá nhân cung cấp những kiến thức về tiêu dùng, tiết kiệm và đầu tư. Trong các loại thẻ tín dụng, những dòng thẻ đi kèm với ưu đãi hoàn tiền trực tiếp khi chi tiêu luôn là sản phẩm được nhiều người ưa chuộng nhất nhờ vào lợi ích thiết thực của mình. Trong video của ngày hôm nay, Số Dư sẽ giới thiệu tới bạn 5 dòng thẻ tín dụng hoàn tiền tốt nhất trong năm 2023. Như thường lệ, hãy nhấn theo dõi kênh YouTube của Số Dư để được cập nhật video mới mỗi tuần, đồng thời nhấn like và chia sẻ video này nhé. Thẻ tín dụng hoàn tiền VP Bank Step Cup. Này đôi bạn trẻ, sao không để thẻ tín dụng VP Bank giúp mua sắm online thêm tuyệt vời? Thẻ tín dụng hoàn tiền VP Bank Step Cup của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng VP Bank vẫn luôn được coi là siêu phẩm hoàn tiền trong nhiều năm liền. Nhờ tỷ lệ hoàn tiền hấp dẫn lên tới 15%, ít dòng thẻ nào khác có thể sánh bằng. Bên cạnh đó, yêu cầu và thủ tục mở thẻ tín dụng hoàn tiền VP Bank Step Cup lại vô cùng đơn giản. Cụ thể, các khách hàng chi tiêu bằng thẻ tín dụng hoàn tiền VP Bank Step Cup có tổng doanh số giao dịch từ 10 triệu mỗi kỳ sao kê trở lên sẽ được hoàn tiền 15% đối với các chi tiêu online tối đa 600.000 Việt Nam đồng và hoàn tiền 4% đối với các chi tiêu ăn uống tối đa 200.000 Việt Nam đồng. Còn các khách hàng chi tiêu bằng thẻ tín dụng hoàn tiền VP Bank Step Cup có tổng doanh số giao dịch dưới 10 triệu mỗi kỳ sao kê sẽ được hoàn tiền 6% đối với các chi tiêu online tối đa 300.000 Việt Nam đồng và hoàn tiền 2% đối với các chi tiêu ăn uống tối đa 100.000 Việt Nam đồng. Cả hai nhóm khách hàng đều được hoàn tiền 0,1%, không giới hạn số tiền hoàn cho các giao dịch chi tiêu khác. Chủ thẻ tín dụng hoàn tiền VP Bank Step Cup cũng được miễn phí thường niên khi có từ 3 giao dịch chi tiêu trong vòng 30 ngày đầu tiên sau khi mở thẻ, mỗi giao dịch từ 300.000 Việt Nam đồng. Để được miễn phí thường niên năm tiếp theo, chủ thẻ cũng chỉ cần có tổng chi tiêu của cả thẻ chính và thẻ phụ trong năm hiện tại đạt từ 100 triệu đồng. Bên cạnh đó, chủ thẻ tín dụng hoàn tiền VP Bank Step Cup cũng được hưởng ưu đãi trả góp với các giao dịch chỉ từ 3 triệu đồng tại hơn 150 đối tác trên toàn quốc, ưu đãi giảm giá đến 30% tại hơn 5.000 cửa hàng, đối tác ăn uống, du lịch, mua sắm. Chưa hết, hạn mức tín dụng lên đến 500 triệu đồng của thẻ tín dụng hoàn tiền VP Bank Step Cup cũng đủ sức đáp ứng nhu cầu của những tín đồ mua sắm nhiệt thành nhất. Ngoài ra, chủ thẻ tín dụng hoàn tiền VP Bank Step Cup còn được rút tiền mặt dễ dàng tại hơn 4.000 ATM tại Việt Nam và 1 triệu ATM trên thế giới có biểu tượng Mastercard, hưởng ưu đãi miễn lãi tối đa 45 ngày, được chấp nhận tại 29 triệu địa điểm trên hơn 150 quốc gia, cùng dịch vụ tin nhắn SMS thông báo giao dịch tức thì và chăm sóc khách hàng 24/24. Dù có tỷ lệ hoàn tiền hấp dẫn cũng nhiều ưu đãi như vậy, nhưng điều kiện đăng ký của thẻ tín dụng hoàn tiền VP Bank Step Cup lại rất đơn giản, gần như ai cũng có thể mở một chiếc cho mình. Cụ thể, chỉ cần là cá nhân từ 18 tuổi trở lên, với thu nhập từ 7 triệu đồng mỗi tháng là bạn đã có thể sở hữu thẻ tín dụng hoàn tiền VP Bank Step Cup. Bên cạnh đó, ngân hàng VP Bank còn hỗ trợ các hình thức mở thẻ dựa trên thẻ tín dụng của ngân hàng khác, mở thẻ dựa trên hộ chiếu nếu bạn từng đi du lịch trong vòng 3 năm gần nhất. Thẻ tín dụng hoàn tiền VIP Online 2-1. Thẻ tín có thẻ VIP, có ngày 43 triệu Grab. Đi Grab thả ga. Ăn Grab Food quá đã. Mở ngay VIP Online Plus 2-in-1. Tích hợp thẻ tín dụng và thẻ thanh toán đầu tiên tại Đông Nam Á. Dụng hoàn tiền VIP Online Plus 2-1 là dòng thẻ tín dụng hoàn tiền đã gây được tiếng vang lớn và ngay lập tức nhận được nhiều sự quan tâm sau khi ra mắt, nhờ vào việc tiên phong tích hợp thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ trên cùng một phôi thẻ. Đến nay, dù nhiều ngân hàng khác đã ra mắt các dòng sản phẩm tích hợp thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng hoàn tiền VIP Online Plus 2-1 vẫn duy trì được sức hút nhờ vào tỷ lệ hoàn tiền cực hấp dẫn của mình. Cụ thể, chủ thẻ tín dụng hoàn tiền VIP Online Plus 2-1 sẽ được hoàn tiền 6% cho chi tiêu trực tuyến tại các website hoặc ứng dụng nước ngoài, hoàn tiền 3% cho chi tiêu trực tuyến tại các website hoặc ứng dụng trong nước và hoàn tiền 0,1% cho các chi tiêu khác tối đa 600.000 VND kỳ sao kê. Bên cạnh đó, chủ thẻ tín dụng hoàn tiền VIP Online Plus 2-1 còn được tặng ngay 300.000 đồng cho các giao dịch chi tiêu có lưu thông tin thẻ trên ứng dụng website tại các đơn vị chấp nhận thẻ trực tuyến.
Chủ thẻ tín dụng hoàn tiền VIP Online Plus 2 trong 1 cũng được miễn phí thường niên trọn đời khi thỏa điều kiện chi tiêu. Số tiền hoàn tích lũy có thể được quy đổi nhanh chóng và linh hoạt thành tiền mặt, phí thường niên, phiếu quà tặng hoặc điểm Grab Rewards thông qua ứng dụng Mỹ Vị với thao tác chưa đầy 30 giây. Chủ thẻ tín dụng hoàn tiền VIP Online Plus 2 trong 1 cũng được tận hưởng thế giới ưu đãi thẻ VIP Daily Deals, ưu đãi không giới hạn xuyên suốt hành trình của bạn dành riêng cho bạn từ VIP và Mastercard. Bên cạnh đó, VIP còn cung cấp cho chủ thẻ chương trình trả góp 0% lãi suất tại hơn 100 đối tác của VIP, cùng với hạn mức tín dụng lên tới 600 triệu đồng. Điểm nổi bật của thẻ tín dụng hoàn tiền VIP Online Plus 2 trong 1 so với các dòng thẻ tín dụng khác là việc bạn không cần chứng minh thu nhập để có thể mở thẻ. Thời gian phê duyệt nhanh, chỉ trong vòng 30 phút là thẻ của bạn đã được phát hành và có thể sử dụng, so với quy trình thông thường cần tới 5-7 ngày làm việc. Điều kiện để mở thẻ tín dụng hoàn tiền VIP Online Plus 2 trong 1 cũng rất đơn giản, chỉ cần bạn có quốc tịch Việt Nam, từ đủ 22 tuổi đến 65 tuổi và không có nợ xấu trong vòng 2 năm gần nhất. Bạn có thể dễ dàng mở thẻ tín dụng hoàn tiền VIP Online Plus 2 trong 1 hoàn toàn online chỉ trong vòng 5 phút, bằng cách truy cập đường link trong phần mô tả của video này và hoàn thiện đầy đủ các thông tin đăng ký. Thẻ tín dụng và thẻ ATM tích hợp 2 trong 1 MB. Dù mới được ra mắt vào cuối năm 2022, dòng thẻ MB2 Collection do Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB phát hành đã ngay lập tức thu hút lượng lớn khách hàng, đặc biệt là các khách hàng Gen Z. Thẻ MB2 Collection là dòng thẻ tích hợp thẻ tín dụng và thẻ ATM trong cùng một chip với nhiều lựa chọn, phù hợp với sở thích của từng cá nhân. Cụ thể, MB đã tung ra thị trường 3 bộ sưu tập giới hạn, phù hợp với nhiều lứa tuổi gồm S Collection bộ sưu tập với biểu tượng của những lá bài Tây đầy quyền năng, Zodiac bộ sưu tập lấy cảm hứng từ cung hoàng đạo cho bạn trẻ tự tin khẳng định cá tính, Summer Paradise bộ sưu tập ngập tràn màu sắc của mùa hè, khơi dậy sự năng động, tươi mới. Trong thời gian tới, MB sẽ tiếp tục cho ra nhiều bộ sưu tập độc đáo và hấp dẫn khác. Chủ thẻ MB2 Collection không những được miễn hàng loạt loại phí như phí chuyển tiền, phí quản lý tài khoản, phí thanh toán hóa đơn điện, nước, mà còn nhận được vô vàn chương trình ưu đãi trong suốt 365 ngày. Đầu tiên, chủ thẻ MB2 Collection sẽ được hoàn 55.000 Việt Nam đồng mỗi khách hàng khi đạt tích lũy chi tiêu tối thiểu từ 300.000 Việt Nam đồng mỗi khách hàng trong vòng 60 ngày kể từ ngày định danh thẻ. Đồng thời, khách hàng cũng được hoàn tiền không giới hạn khi mua sắm online tại hơn 100 thương hiệu trên app MB Bank, giảm tới 30% tại hơn 1.000 điểm mua sắm thuộc các loại hình dịch vụ ăn uống, du lịch, chăm sóc sức khỏe. Với thẻ MB2 Collection, người dùng được sở hữu thẻ cứng ngay lập tức mà không cần phải chờ đợi theo cách mở thẻ truyền thống thông thường. Thẻ sẽ được kích hoạt chỉ trong chưa đầy 1 phút ngay sau khi chủ thẻ định danh thẻ trên app MB Bank. Ngoài ra, đây là dòng thẻ tích hợp thẻ tín dụng và thẻ ATM trong cùng một chip. Hạn mức tín dụng sẽ được cấp tự động sau 3 tháng khi người dùng đạt đủ điều kiện của MB. Điều này đồng nghĩa với việc khách hàng chi tiêu càng nhiều, hạn mức sẽ càng cao. Nhờ đó, chiếc thẻ MB2 Collection đã trở nên gần gũi với khách hàng hơn bao giờ hết, nhất là khi khách hàng có thể mua thẻ ở nhiều nơi mà không cần phải đến các điểm giao dịch của ngân hàng. Khách hàng có thể sử dụng đa nguồn tiền gồm hạn mức tín dụng và tài khoản thanh toán chỉ bằng một chiếc thẻ. Đặc biệt, thẻ MB2 Collection không hiển thị thông tin người dùng như những thẻ thông thường. Điều này giúp bảo mật và giữ an toàn tối đa thông tin khách hàng. Bạn có thể dễ dàng mở thẻ MB2 Collection hoàn toàn online chỉ trong vòng 5 phút bằng cách tải ứng dụng MB Bank theo đường link trong phần mô tả của video, tạo tài khoản và đăng ký thẻ tín dụng trong app. Thẻ tín dụng hoàn tiền HSBC gia nhập thị trường Việt Nam từ năm 1870. HSBC là ngân hàng nước ngoài đầu tiên thành lập ngân hàng con tại Việt Nam, đồng thời cũng là ngân hàng 100% vốn nước ngoài đầu tiên đồng thời đưa chi nhánh và phòng giao dịch đi vào hoạt động tại Việt Nam. Hiện HSBC là một trong những ngân hàng nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam. Tại Việt Nam, HSBC đã ra mắt nhiều dòng sản phẩm thẻ tín dụng hoàn tiền với tỷ lệ hấp dẫn. Trong đó nổi bật là hai dòng thẻ tín dụng HSBC Visa Bạch Kim Cashback và thẻ tín dụng HSBC Visa Bạch Kim Online. Trong đó, thẻ tín dụng hoàn tiền HSBC Visa Bạch Kim Cashback cho phép chủ thẻ nhận được hoàn tiền đến 8% các chi tiêu tại siêu thị và cửa hàng bách hóa, hoàn tiền 1% các chi tiêu bảo hiểm và giáo dục và hoàn tiền 0,3% cho tất cả chi tiêu còn lại. Còn đối với thẻ tín dụng hoàn tiền HSBC Visa Bạch Kim Online, chủ thẻ sẽ được hoàn tiền đến 8% các chi tiêu tại Tiki, Shopee, Lazada, Sendor, Grab, Baemin, hoàn tiền 1% cho chi tiêu trực tuyến trong nước và 0,3% cho các chi tiêu còn lại. Bên cạnh đó,
chủ thẻ tín dụng hoàn tiền HSBC Visa Bạch Kim Online còn nhận được bảo hiểm mua sắm trực tuyến Visa đến 4,6 triệu Việt Nam đồng. Một ưu điểm khác của các dòng thẻ tín dụng hoàn tiền HSBC Visa Bạch Kim Cashback và thẻ tín dụng hoàn tiền HSBC Visa Bạch Kim Online là thời hạn không tính lãi đến 55 ngày. Không chỉ vậy, chủ thẻ còn được tận hưởng ưu đãi mỗi ngày giảm đến 40% ẩm thực, giải trí, mua sắm, du lịch, làm đẹp. Dịch vụ trả góp không lãi suất cho phép mua hàng trả góp trong vòng 3, 6, 9 hoặc 12 tháng, cùng ưu đãi miễn phí thường niên năm đầu cho chủ thẻ mới. Bạn có thể dễ dàng mở thẻ tín dụng hoàn tiền HSBC Visa Bạch Kim Cashback và thẻ tín dụng hoàn tiền HSBC Visa Bạch Kim Online hoàn toàn. Online chỉ trong vòng 5 phút bằng cách truy cập đường link trong phần mô tả của video này và hoàn thiện đầy đủ các thông tin đăng ký. Thẻ tín dụng hoàn tiền Sacombank. Ngân hàng thương mại cổ phần Thương Tín Sacombank là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần có vốn điều lệ và hệ thống chi nhánh lớn nhất, nằm trong top 500 doanh nghiệp dẫn đầu tại Việt Nam. Hiện Sacombank cung cấp tới 3 dòng thẻ tín dụng hoàn tiền khác nhau là thẻ tín dụng hoàn tiền Sacombank Visa Platinum Cashback, thẻ tín dụng hoàn tiền Sacombank JCB Ultimate và thẻ tín dụng hoàn tiền Sacombank Tiki Visa Platinum. Trong đó, thẻ tín dụng hoàn tiền Sacombank Visa Platinum Cashback đang là dòng thẻ của Sacombank được nhiều khách hàng ưa chuộng nhờ vào tỷ lệ hoàn tiền hấp dẫn. Hoàn tiền 5% cho giao dịch chi tiêu online bao gồm giao dịch trong và ngoài nước, hoàn tiền 3% cho giao dịch chi tiêu tại nước ngoài qua máy chấp nhận thẻ POS, hoàn tiền 0,5% cho các giao dịch chi tiêu khác. Không chỉ vậy, chủ thẻ tín dụng hoàn tiền Sacombank Visa Platinum Cashback còn được hưởng gói bảo hiểm du lịch toàn cầu với giá trị bồi thường lên đến 11,6 tỷ Việt Nam đồng. Hạn mức tín dụng từ 40 triệu đến tối đa không giới hạn và thời hạn miễn lãi lên tới 55 ngày, ưu đãi trả góp lãi suất 0% tại các đối tác liên kết và không liên kết với Sacombank, rút tiền mặt 90% hạn mức tín dụng tại tất cả ATM POS trong nước và quốc tế, cùng các ưu đãi giảm đến 50% tại hàng trăm điểm mua sắm, làm đẹp, ẩm thực, du lịch, với chương trình Sacombank Plus. Đối với những khách hàng thường xuyên mua sắm online, đặc biệt là qua trang thương mại điện tử Tiki, Sacombank cung cấp dòng thẻ tín dụng hoàn tiền Sacombank Tiki Visa Platinum. Theo đó, chủ thẻ tín dụng hoàn tiền Sacombank Tiki Visa Platinum sẽ được hoàn tiền 15% trong vòng 180 ngày kể từ ngày kích hoạt thẻ, hoàn tiền 10% từ ngày thứ 181 trở đi cho các giao dịch thanh toán tại website ứng dụng Tiki và Ticketbox, hoàn tiền 3% cho các giao dịch thanh toán online tại đơn vị chấp nhận thẻ khác trừ Tiki, hoàn tiền 0,5% cho các giao dịch thanh toán khác. Ngoài ra, chủ thẻ cũng được miễn phí vận chuyển 30 đơn hàng tháng và được hoàn 100% phí thường niên nếu đạt tổng mức chi tiêu. Chủ thẻ tín dụng hoàn tiền Sacombank Tiki Visa Platinum cũng được hưởng gói bảo hiểm du lịch toàn cầu với giá trị bồi thường lên đến 11,6 tỷ Việt Nam đồng, thời hạn miễn lãi lên tới 55 ngày. Ưu đãi trả góp lãi suất 0% tại các đối tác liên kết và không liên kết với Sacombank, ưu đãi giảm đến 50% tại các đối tác liên kết với Sacombank và Visa. Đối với những khách hàng có thu nhập cao, thẻ tín dụng hoàn tiền Sacombank JCB Ultimate là một sự lựa chọn hoàn hảo với tỷ lệ hoàn tiền 15% chi tiêu ăn uống tại nước ngoài vào cuối tuần, hoàn tiền 10% chi tiêu ăn uống trong nước vào cuối tuần, hoàn tiền 0,5% chi tiêu ăn uống các ngày còn lại và các chi tiêu khác. Bên cạnh đó, chủ thẻ tín dụng hoàn tiền Sacombank JCB Ultimate còn nhận được đặc quyền ẩm thực tại nhà hàng Nhật Bản. Dịch vụ phòng chờ sân bay miễn phí trong và ngoài nước và các chương trình khác được triển khai bởi tổ chức thẻ JCB, đặc quyền sử dụng miễn phí sử dụng sân golf, đặc quyền bảo hiểm du lịch toàn cầu với giá trị đến 11,6 tỷ Việt Nam đồng, hạn mức tín dụng từ 100 triệu đến tối đa không giới hạn và thời hạn miễn lãi lên tới 15 ngày. Bạn có thể dễ dàng mở thẻ tín dụng hoàn tiền Sacombank phù hợp với nhu cầu của mình hoàn toàn online chỉ trong vòng 5 phút bằng cách truy cập đường link trong phần mô tả của video này và hoàn thiện đầy đủ các thông tin đăng ký. Và như vậy là thông qua video này, Số Dư đã giới thiệu cho bạn 5 dòng thẻ tín dụng hoàn tiền hấp dẫn nhất trong năm 2023. Bạn đã lựa chọn được dòng thẻ nào cho mình chưa? Hãy chia sẻ với Số Dư trong phần bình luận nhé! Nếu thấy video hữu ích, đừng quên nhấn like, chia sẻ video. Cuối cùng, hãy subscribe video của Số Dư để được cập nhật những video mới mỗi tuần về chủ đề tiêu dùng, tiết kiệm và đầu tư nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.